Vâng, âm thanh Mạnh Hùng xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2019. Theo yêu cầu của anh Ngô Mậu Quý có địa chỉ tại số nhà 104 đường Võ Thị Sáu, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Anh đã đặt mua bộ dàn Kenwood LS622. Thì hôm nay trước khi gửi hàng cho anh, em sẽ test chi tiết các chức năng và xoay hình thức bên ngoài, hướng dẫn cách sử dụng để gửi đi cho anh Ngô Mậu Quý ở Đồng Hới, Quảng Bình. Và bộ dàn này là chạy điện 220V, dàn chung bao gồm 4 thớt trên cục CD. Thứ hai là equalizer. Equalizer tùy chỉnh các chế độ và lưu nhớ 5 chế độ equal. Đây em đã lưu sẵn các chế độ equal để cho anh khi anh thích dùng chế độ nào thì anh có thể là ấn 1, 2, 3, 4 tùy ý. Đấy, và các giải dàn đèn nháy rất là đẹp, equal giải rộng. Và tiếp theo là âm ly. Âm ly của nó thì các chức năng dò radio FM ở trên âm ly, như các bác nhé. Âm ly radio thì nó sẽ được tích hợp vào cái thớt âm ly này. Và âm ly có chức năng tăng bass. Đấy, ta thích nghe nhiều bass ta có thể tăng bass lên này. Và khi dùng thì anh chú ý là dò anten đây, tiến lùi. Đây là dò tiến dò lùi anten, còn đây là băng AM FM. Ta sẽ đấu dây anten đằng sau, ta sẽ dò, ta sẽ nói đâu. Còn dưới này là đảo mạnh các đường vào. Những bộ dàn này rất là nhiều các ngõ vào. Ví dụ như nghe CD thì những cái này tự động hết. Còn các đường vào của nó, đường video và đường DAC. Đây em đang chạy đường TV mạng và có cái đường DAC. Là đây DAC này, khi nhớ dùng điện thoại hoặc TV mạng, anh sẽ cắm vào đường đã bật về cái đường LD này, đường LD này. Và dưới cùng là băng dây. Đi theo một bộ dàn này là một đôi loa LS622, hai đường tiếng, một bát 16 và một chung. Bộ dàn này nó có kích thước chiều ngang khoảng 80cm, chiều cao khoảng 42 và chiều sâu khoảng 32. Và em xoay vị trí cắm dây đằng sau luôn. Loa thì rất mới rồi, rất mới đẹp. Vâng, là S622 này. Đây loa VR. Và bên này là loa VL. Khi nhận hàng thì anh chỉ việc đấu hai cái cọc loa đỏ đen này thôi. Cắm điện 220V rồi. Đây em vào một đường này là đường TV mạng vào. Anh có đường điện thoại nữa, anh sẽ vào đường bên cạnh này và bật về đường video là xong. Tất cả các thớt được kết nối với nhau rất chắc chắn. Radio thì anh có thể cài dây cọc ra anten vào đây, cài đặt dây vào đấy là sẽ bắt được thôi. Và hôm nay vào buổi chiều ngày 8 tháng 4 thì dàn âm thanh cập nhật tại cửa hàng cũng rất là nhiều. Một số những bộ buổi sáng em test thì cũng đã được các anh em ủng hộ và đặt hàng rất nhanh. Hôm nay thì có rất là nhiều Fuller X60 to khủng, Bass 27 và Kenwood 5G mà carbon để quạt, và Victor Z9000 dòng dàn hồi gỗ, và Kenwood A68 hôm nay có hàng. Và dưới này nó cũng rất là nhiều, em sẽ thông báo cho các bác vào các clip tiếp theo. Chứ còn bây giờ công việc chính này sẽ test cái bộ dàn Kenwood LS622 này để gửi đi cho anh Ngô Mậu Quý ở Đồng Hới, Quảng Bình. Vâng, đây em đang chạy TV mạng vào đây. Đang chạy TV mạng vào. Chạy TV mạng, ta sẽ bấm đường này. Đây tăng bass, giảm bass. Bên này là phân loa ta để giữa. Phân loa này để giữa. Riêng cái đường TV mạng thì ta mới chỉ phải chuyển được, còn tất cả các chức năng tự động hết. Ví dụ ta nghe radio thì ta có thể là bấm về radio. Đây là radio ta bấm đây. Thì ta sẽ dò đây sẽ bắt được không? Chế độ dò cài đặt thì nó sẽ cài, ta sẽ cài đặt dò radio đây. Đấy, nó có chế độ dò tự động. Và dò bằng tay. Ta sẽ dò tiến dò lùi ở cái nút này.
giải này, những giải này nó bắt rất là rộng, giải FM nó một full 108 cho nên là bắt thoải mái các đài của Việt Nam. Khi dò mà bắt được đài nó sẽ dừng lại, hoặc người ta dò bằng tay, các chế độ dò đầy đủ. Dưới này là băng dây, nghe băng dây thì ta sẽ cho băng dây vào, ta bấm play nó chạy. Đây cửa, băng dây cửa, ta tự động phát triển. Băng dây cửa A chạy cũng rất là tốt. Bây giờ thì cũng ít anh em sử dụng băng dây, nhưng mà các bác yêu cầu test thì em cũng test thôi. Thì thay băng dây thì nó cũng không ra xa đâu, nhưng mà tôi, các bác yêu cầu test thì em cũng test cái phần băng dây. Còn cái bộ lạc không chạy thì em bảo các bác là nó không chạy luôn. Còn radio thì đây em sẽ dò sóng về radio cho các bác, cho bác quý luôn. Vì radio ở đây nó bắt nó phụ thuộc vào từng ngày một, thì không phải lúc nào bắt nó trực tiếp đến bằng radio đấy. Đúng hẳn bắt đúng. Ta cho cái dây đen dựa theo đúng đúng là nó sẽ lét radio bắt tốt. Còn CD thì ta chỉ cho đĩa vào này, ta cho đĩa vào này, ta play đi cho một bắt chạy kết nối tình thân. Chương 1 nó sẽ chạy bài 1 luôn. Để gửi đi cho anh Mongo Mậu Quý, tất cả các chức năng chạy ok hết, từ băng dây, radio và CD chạy rất là tốt. Các bác nào có nhu cầu về dàn âm thanh thì vẫn cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0979086225, địa chỉ nhà em tại ngã ba bưu điện Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Các bác đừng quên ấn nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất để cửa hàng điện tử Mạnh Hùng thông báo về tất cả các loại dàn âm thanh. Ngày hôm nay thì nó cũng rất là nhiều, nên sẽ tranh thủ và thông báo với các bác vào một clip gần nhất. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.